đẹp duyên dáng và kiêu sa của phái nữ với mẫu túi thiết kế độc quyền đến từ Timan. Bao đẹp, bao tiện lợi. Làm từ chất da cao cấp loại 1, túi mềm êm và chống sốc khi gặp phải ngoại lực. Với hoa văn tinh tế ấn tượng, tạo sự khác biệt, tự tin nổi bật nhất hội chị em. Với kích thước gọn gàng, ngoài ra còn có ngăn chứa tiện lợi, thoải mái được những vật dụng cần thiết của chị em như son, khăn giấy, điện thoại, ví tiền. Còn đây là phần khác biệt và tạo điểm nhấn nhất của túi, chính là phần quai cài. Khóa kéo được làm bằng kim loại không gỉ, cực sáng bóng, thu hút mọi ánh nhìn. Túi khi được mang lên cực sang và phong cách, chính là vì đây là hàng thiết kế độc quyền trẻ trung, dễ phối đồ. Đi làm hay đi chơi đều tuyệt vời. Với những đặc tính như thế, trong vòng thời gian ngắn, hơn 1.000 chiếc túi được lên đơn. Chị em vui lòng để lại số điện thoại bên dưới để nhận ưu đãi.